Ngôi sao Hollywood gốc Việt Maggie Quy, ăn chay thuần Margaret Dennis Quigley với nghệ danh Maggie Quy là nữ diễn viên Hollywood mang hai dòng máu Mỹ và Việt Nam. Cô nổi tiếng với vai Nikita trong loạt phim cùng tên của kênh TCV phát sóng từ 2010 đến 2013. Cô còn thủ vai chính trong các phim Nhiệm vụ Bất Khả Thi III và Live VO diễn hát. Ở tuổi 40, Maggie Quy vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, tươi trẻ và năng động nhờ chế độ ăn thuần chay và tập luyện nghiêm nhặt. Vậy chế độ ăn thuần chay của Maggie có gì đặc biệt? Thực đơn bữa ăn bữa sáng, một ly sinh tố được làm từ tảo xoắn, lúa mạch, sữa, trái cây và rau xanh. Bữa trưa, cải xoăn, cơm trắng và đậu lăng hầm. Bữa tối, khoai lang, hạt quý noa và salad. Ngoài chế độ ăn thuần chay, Maggie còn chọn tập yoga, tập boxing, tập luyện theo phong cách võ thuật và bơi. ActiveSTU là một tổ chức do cô thành lập để giúp đỡ những người có vấn đề liên quan đến sức khỏe và tìm hiểu về chế độ ăn uống xanh. Chế độ ăn kiêng Maggie Quy là gì? Có rất nhiều chế độ ăn kiêng có sẵn trên thế giới và bất cứ ai cũng có thể tuân theo. Maggie đã chuyển sang chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật khoảng 19 năm trước khi sống ở Hồng Kông. Maggie Quy thích gạo đen, đỏ và nâu và trộn chúng lại với nhau. Cô ấy còn thường thêm đậu lăng hoặc một loại hạt vào đó để làm cho nó bổ dưỡng hơn. Đừng quên trộn trong hạt lanh, rong biển hoặc aminos lỏng. Rau có thể là một món salad lành mạnh đơn giản với rau diếp xanh, củ cải đường, dưa chuột trộn với thịt gà và ớt đỏ sắt nhỏ. Bạn cũng có thể thêm một ly sinh tố trái cây. Ăn các loại hạt là tốt cho bạn. Nó chắc chắn giúp cải thiện lượng đường của bạn. Hãy nhớ rằng các loại hạt có lượng calo cao và trộn nó với một loại thực phẩm khác là một ý tưởng tốt. Tại sao chế độ ăn uống của Maggie Quy đặc biệt? Maggie Quy theo chế độ ăn chay nhưng vẫn giữ được năng lượng cho sự nghiệp diễn xuất và cuộc sống. Đây là điều đặc biệt của Maggie Quy. Theo chế độ ăn chay đầy đủ sẽ giúp bạn giữ được vóc dáng đẹp nhất và là chìa khóa để sống khỏe mạnh. Chế độ ăn uống hàng ngày của Maggie Quy bao gồm rau và trái cây. Và đừng quên uống nhiều nước, có thể khoảng 8 ly mỗi ngày. Đừng bỏ qua bữa sáng của bạn bởi đó là bữa ăn quan trọng nhất vào buổi sáng. Đậu xanh luộc có thể là lựa chọn tốt cho bữa sáng. Bạn có thể thêm một quả chuối hoặc một ly sinh tố theo lựa chọn bản thân. Ngũ cốc với sữa tách kem phủ trái cây cũng là một lựa chọn tốt. Thay đổi bữa sáng cho phù hợp để không bị nhàm chán. Nếu bạn cảm thấy đói giữa các bữa ăn, hãy ăn một củ cà rốt sống. Lời khuyên cuối cùng của Maggie cho những người muốn phát triển mạnh trong chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật là ăn rau xanh đậm. Nước trái cây tươi yêu thích của cô là sự kết hợp của cần tây, dưa chuột, táo, cải xoăn, củ cải Thụy Sĩ, rau mùi tây và gừng. Đối với những người có ý định thay đổi từ thói quen ăn thịt thành ăn chay, hãy nhớ điều này phải được thực hiện từng bước nhỏ. Ngoài ra, bạn có thể tham gia lớp thể dục nhịp điệu và học tập vận động aerobic cường độ cao của Maggie Quy. Lịch tập luyện một tuần xây dựng theo việc tập luyện của Maggie Quy để theo kịp lịch trình bận rộn nghiêm túc của mình. Maggie Quy làm việc với một huấn luyện viên, thực hiện một loạt các động tác tim mạch cường độ cao đồng thời đòi hỏi rất nhiều sức mạnh cốt lõi. Thứ hai, yoga và đi bộ 10.000 bước. Thứ ba, đến học spin. Thứ 4, yoga và đi bộ 10.000 bước. Thứ 5, bơi. Thứ 6, yoga và đi bộ 10.000 bước. Thứ 7, bơi hoặc chạy bộ chủ nhật, ngày hoạt động hoặc đi bộ 10.000 bước ngọc diệp.